Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến những video tiếp theo của mình. Mình chuyên viên công ty tsunami và nhiệm vụ của nó ngày hôm nay là đẩy 6 chiếc xe bán tải này các bạn nhé. Bắt đầu ăn zombie đi các bạn ơi. Video này mình sẽ chơi cô tiên tre và chim biến hình nhé các bạn nhé. Wow, cái thứ ba đấy các bạn ạ. Sẽ biến thành gì? Wow, côn. Côn có sức mạnh các bạn. Thì tất cả gặp nó đều phải trừ hết các bạn nhé. Tiếp, wow, con tsunami nhé các bạn nhé. May quá, may quá. Wow, thấy chưa? Wow, tuyệt vời. Sẽ biến thành gì tiếp theo? Wow, ninja nhá. Tiếp theo biến thành gì? Đấy, chắc là côn.
vào bay nhé các bạn nhé. Được bay rồi. Rất trên đường rất ít zombie các bạn. Mấy ngày này rất ít zombie. Theo sẽ đổi lấy 25 kim cương lấy 13 quân toàn ạ. Tiếp theo mình sẽ được thưởng 3 viên thuốc xanh vào đây. 3 viên thuốc xanh này có tác dụng là khống chế tất cả các phương thôn miên, tất cả các phương tiện đi trên đường các bạn nhé. Ok, được cộng thêm 1.500 xu nữa nhé các bạn nhé. Các bạn thấy nhiệm vụ ngày hôm nay đó là 6 chiếc xe rồi. Tiếp theo, wow, rồng con này.
tiếp theo là gì? Ôn nữa nha. Biến thành gì? Wow, ran con ơi. Tiếp theo là gì? Wow, ninja nhá. Sớm các bạn, 177 não các bạn nhé. Ok, 177 não.
tiếp theo. Wow.